Mình làm từ bước 1 đến bước 4 rồi nha. Bước 5 là bước gì nhớ không? Bước 5 là bước gì nhớ không? Ừ, đúng rồi. Từ bước 1, bước 4 á, là mình làm cho người ta hiểu về bảo hiểm. À, mà hiểu về bảo hiểm thì biết mua cho ai, mua bao nhiêu, mua bao lâu, mua như thế nào. À, qua đó mình cũng đã trình bày cho họ về cái chiến thuật sử dụng một cái sản phẩm bảo hiểm như thế nào rồi. À, và sau cái phiên thứ tư này thì mình hoàn thành được việc gì? Thứ nhất, một cái video clip trên chính cái nhu cầu của cá nhân họ. Thứ hai, mình trao cho họ cái bản minh họa quyền lợi. Đúng chưa? Và còn thiếu một tí nữa là họ cần phải đọc để có cái phiên chất vấn. Phiên chất vấn về những cái gì nó liên quan ở trên minh họa quyền lợi. Và phiên chất vấn này họ cần phải coi lại. Họ coi lại cái video clip. Họ coi lại cái minh họa quyền lợi mình đưa cho họ ngay hôm đó. Họ cần coi lại hết những chuyện đó để rồi đến với mình trong một cái phiên chất vấn. Một cái phiên chất vấn đó bao gồm ở bước thứ 5. Và sau khi chất vấn xong xuôi rồi thì mới làm cái bước đó là gì? Thẩm định nhanh. Ở đó luôn nói tới là việc thẩm định nhanh về sức khỏe không có nghĩa là họ được bảo hiểm gì hết. Mà tất cả những cái chuyện đó đối với chúng ta làm họ được bảo hiểm hay không, chuyện đó mình không có dám chắc nữa rồi. À, tại vì vì lý do sức khỏe đơn giản thôi. Có chỉ hai người khách hàng của anh chỉ có siêu âm và thấy có cái gì đó hơi bất thường ở tuyến vú một cái là người ta đã từ chối rồi. Đừng nói là bị thêm cái gì ác tính rồi này nọ. Chắc chắn là không bao giờ có chuyện đó, không bao giờ được bảo hiểm đâu. Thế thì vấn đề ở chỗ là nó từ bước 4 đến bước 5 thì mình phải làm gì? Thì từ bước 4 đến bước 5 á, Phú mới hỏi anh là bây giờ làm sao để mà theo dõi họ. Thì việc đầu tiên nè, đầu tiên các bạn cũng phải có cái gì? Minh họa quyền lợi của khách hàng, và các bạn cũng đã có cái link của cái clip đó rồi. Các bạn phải coi lại, các bạn phải coi lại. Thường mọi người cái hay thúc, hay boost, boost khách hàng thì người ta thấy cái gì? Boost khách hàng người ta sẽ thấy cái gì? Đúng rồi. Và người ta thấy cái gì ở, người ta thấy cái gì ở từ phía mình đó. Ok, mình làm phiền họ rồi, ok còn cái gì nữa? À đó, thấy chưa? Thấy chưa? Và chính vì cái chuyện này cho nên mình đã đẩy họ ra ra xa mình. Từ bước 1 đến bước 4 chúng ta đã cố gắng làm hết mọi thứ rồi, đến bước này chúng ta boost họ là chúng ta lại phá mình lại. Người mà không thương mình thì tôi thích những cái câu thẳng thắn vậy á. Tôi thích những cái câu thẳng thắn như vậy, mình phải hiểu. Tuy là nó đau nhưng mà hiểu một phát là hành động nó phải khác đi. Đó, thế thì bây giờ mình lại quay lại cái chuyện là mình đang cố gắng làm cho họ hiểu, thì bây giờ mình bắt đầu mình quay sang cái chuyện mình bán. Đúng chưa? Mình cứ nói với họ là mình không có bán gì hết, không có bán gì hết, cuối cùng chỗ này là lộ mặt ra. Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy sai chưa? Thấy sai chưa? Đó, rồi thế thì bây giờ cho té đâu cho biết mặt. Vậy thôi, phải té đâu thì mới nhớ được. Chứ còn nếu mà không có té đâu á, thì không có nhớ đâu. Và con người ta chỉ có khi nào đau thì người ta mới thay đổi được mà thôi. Vậy bây giờ cái cách làm sao để tiếp nối từ bước 4 sang bước 5? Nhìn vô cái bản minh họa thôi. Em nhìn vào bản minh họa thôi, coi lại cái bản minh họa của họ, xem cái clip anh chia sẻ. Đầu tiên là trang 1 nó có cái boost đó, đó chứ. Trang 1 mình nói cái gì, mình nhìn vô là mình thấy cái gì? Đây là những cái đặc điểm về gì, nổi bật của sản phẩm an tình đầu tư. Nó bao gồm quyền
quyền và quyền lợi của khách hàng nằm trên đó. Đại đa số chỗ này được gọi là quyền. Nghe cái đoạn trang 1 này là quyền của khách hàng nè. Nghe mà mình được quyền thì các bạn thấy làm sao? Nếu các bạn là khách hàng mà các bạn thấy mình được quyền thì các bạn thấy làm sao? Thấy chủ động. Đúng chưa? Cái người mà được quyền thì họ thấy làm sao? Có người mà được quyền hành xử những cái chuyện như thế này trước một tập đoàn tài chính khổng lồ thì họ thấy làm sao? Tự hào không? Thích không? Vui không? Đúng chưa? Thế thì bây giờ chụp cái gì? Cái minh họa tính phí, cái tờ đầu này nè. Mình đẩy cho khách hàng. Nè, hỏi rằng ở đây là những cái quyền như vậy anh chị đã hài lòng chưa? Anh chị còn thắc mắc gì ở những cái phần quyền này của anh chị không? Hỏi anh chị cần có cái điều gì anh chị chưa hiểu không? Anh chị cần có cái gì mà anh chị quan tâm không? Anh chị thấy rằng là gì? Như vậy đã đủ chưa? Anh chị muốn bổ sung thêm cái gì không? Không có nửa tiếng hồ thôi em. Cái này em đặt hàng bây giờ em nói là em ngồi không hướng dẫn thì sao? Rồi, tiếp theo. Bây giờ đến cái trang thứ hai. Trang thứ hai là cái trang về thông tin về công ty. Thì chỗ này anh thường cho mọi người thấy rằng là họ tham gia một công ty, một tập đoàn cực lớn. Thì thứ nhất là kinh doanh bảo hiểm, thứ hai tá bảo hiểm, thứ ba là đầu tư vốn. Những cái này mà người ta 1, 2, 3 khách hàng cứ bắt mình đi so sánh mình với các công ty khác trong khi mình là một công ty cực lớn. Đó, rồi. Chụp cái hình này thứ hai này nha. Có nghĩa là ngày đầu tiên mình hỏi vậy. Để xem thử họ phản hồi như thế nào. Lúc đó thì mình mới biết được. Nha. Cái thứ hai, mình chụp cái hình này. Mình cho họ thấy rằng, ok, những cái quyền lợi như vậy anh chị thấy ổn chưa? Anh chị muốn là tăng hay là giảm cái gì không? Anh chị đã xem lại quyền lợi của mình chưa? Vân vân và vân vân. Ngày thứ hai, làm điều đó. Tất cả những chuyện đó có thấy bán không? Không có thấy bán. Mình đang quan tâm đến điều gì? Mình làm vậy mình đang quan tâm đến điều gì của họ? Quyền lợi của họ. Mình tiếp tục chăm sóc họ. Vân vân và vân vân. Những cái chuyện đó nó làm cho mình, cho người ta thấy là mình không có gì. Mình không có vô tâm với họ. Mình vẫn đang tiếp tục quan tâm với họ. Cứ coi hàng của Ngộ đi, không mua cái gì cũng được là cái chỗ này nè các em. Tại vì làm cái này, mình quan tâm với họ như vậy mà không mua gì thì họ cảm thấy sao? Họ thấy ngại. Họ cảm thấy ngại thôi, vậy thôi. Tại sao người cái ông người Hoa mà ổng đi đâu ổng còn sống được? Ổng chỉ nói được, ổng ngôn ngữ tiếng Hoa là 1/5 con người, 1/5 dân số trên thế giới nói được. Nhưng họ chỉ nói được ở trong đất nước họ thôi. Còn họ ra ngoài thế giới thì họ nói chẳng ai nghe hết. Và thế giới này cũng không buồn học tiếng Hoa. Nói thiệt với các bạn luôn. Người ta chỉ học tiếng Anh thôi, vậy thôi. Tại vì học được tiếng Anh thì tới ngay chỗ Trung Quốc mình vẫn có thể nói được chứ không phải không? Không phải là ai cũng nói được, nhưng ít ra mình cũng giao tế được. Đó. Thế thì sao? Thế thì mình hỏi họ. Có cần tăng cái quyền lợi nào lên không? Có cần giảm cái quyền lợi nào chưa? Anh chị, bữa hôm giờ anh chị đã về thấy rằng là 1 triệu đã đủ chưa? 2 triệu chỗ này thấy chăm sóc sức khỏe 1 tỷ là đủ không? Thấy tai nạn cao cấp, thí dụ đóng, em thấy là 1 năm mình có thể đóng chừng này mà tai nạn có 2 tỷ thì liệu anh chị thấy rằng là có gì? Có xứng, có đúng tầm với anh chị chưa? Anh chị đã cân nhắc cái quyền lợi này chưa? Vân vân, tại vì đã đóng được 1 năm đến 200 triệu thì không mắc mớ gì, không nâng này lên 5 tỷ. Đúng không? Chơi là chơi cho nút cán luôn chứ. Múc cho hết luôn chứ.
Hà cứ nhưng mà sợ, tí nữa anh sẽ chứng minh cho cái việc đó nha. Rồi, bệnh hiểm nghèo cao cấp toàn diện. Hết mức tiêu rồi. 2 tỷ là hết mức tiêu rồi. Nha. Cái này nếu mình tham gia thêm một hợp đồng khác nữa thì 2 tỷ được không? Rồi, kiểm tra lại giúp anh nha. Chứ thấy là maximum là 2 tỷ cho một hợp đồng thôi. Trong sức khỏe thì nó không có hơn, nhưng mà anh thấy cái này mua thì nếu mà cộng lại hết tất cả hợp đồng trên 2 tỷ thì có được hay không, ví dụ vậy, hãy kiểm tra lại. Rồi, thì đó là những cái mà mình đang quan tâm đến quyền lợi của họ. Quan tâm đến quyền lợi của họ. Rồi, anh lấy ví dụ anh vẫn nói với họ nè. Đồ hôm anh nói rồi, anh không có làm cái hợp đồng 200, đúng chưa? Mà cái hợp đồng khách hàng 200 như thế này thì mình phải làm sao? Chia đôi. Việc chia đôi hợp đồng để nó phân tán rủi ro cho họ. Anh chị có đồng ý với việc là bây giờ như vậy thì anh chị có đồng ý với việc là chia đôi hợp đồng không? Anh chị cân nhắc về thế nào trong việc chia đôi rồi? Chia đôi hợp đồng ngoài cái chuyện là phân tán rủi ro ra thì về lâu về dài á, nó sẽ không ảnh hưởng khi mà hôn nhân của họ có vấn đề, em hiểu không? Tại vì trong tương lai mình không biết được chuyện gì hết đó các em. Trong tương lai mình không biết chuyện gì hết cả. Nhưng mà nếu hôn nhân của họ có vấn đề thì hợp đồng của người nào, hồn của ai thì người đó giữ, thu nhập của ai người đó tự bảo vệ, sức khỏe của ai người đó tự chăm sóc, vân vân. Đó thì mình phải nhắc lại, mình nhắc lại tất cả những cái mà anh đã cố vấn tham mưu rồi. Đó là những cái quan tâm nha. Rồi ngày thứ ba, ngày thứ ba, quỹ nha. Anh chị tạm thời thì sếp em cố vấn cho anh chị ở quỹ tăng trưởng. Nhưng mà anh chị biết không, nó hay lắm anh chị, nó rất là hay. Nó hay ở chỗ rằng là gì? Nó hay ở chỗ rằng là khi mình làm cái thẩm định sơ bộ thì anh chị sẽ làm một cái bài test. Qua thông qua cái bài test đó, anh chị sẽ biết rằng anh chị phù hợp với loại quỹ gì. Anh chị có muốn làm bài test đó không? Mà muốn làm bài test đó thì phải làm sao? Bước 5. Anh chị ra văn phòng để rồi thì hoàn tất hồ sơ, thực hiện bước 5 cho anh chị. Đó, những cái câu hỏi như vậy là cái để mình theo dõi. Rồi, đây, thường anh chị giải thích cái đoạn này thôi. Còn từ số 2 cho đến thứ 5, anh chị đã đọc chưa? Anh chị có băn khoăn gì về từ cái đoạn thứ 2 đến thứ 5 không? Nắm được không? Tại vì sao? Anh nói thiệt, đại đa số ít chịu đọc cái này lắm. Người ta nghe cái này thôi, xong xuôi cái đoạn này người ta không đọc. Nhưng anh cố tình không có, anh không có giải thích phần này. Tại vì nó không có gì phức tạp hết. Để cho họ đọc. Và đôi khi ấy, họ đọc họ sẽ phát hiện ra nhiều thứ. Để rồi hút họ vô cái phiên này nè. Đúng không? Để cho họ đọc. Và họ phải tự quay lại tìm kiếm mình. Đó. Rồi. Anh chị thấy cái phần cố vấn về quỹ như vậy ổn không? Anh chị thấy rằng là anh chị thích lựa chọn cái quỹ nào? Mình nói cái chỗ này nè. Nhìn vô cái kết quả này anh chị thích lựa chọn cái quỹ nào? Rồi, cái phần mà giải thích về quỹ thì anh chị đã hài lòng chưa? Anh chị có cảm thấy an tâm hơn khi mà mình biết rằng cách đổi quỹ không? Anh chị có biết rằng là ở Đức Ba Minh Thuộc này, ở cái xứ Việt Nam này, có mình bọn em có thể làm được điều đó không? Thì họ sẽ bán tính bán nghi, họ đi hỏi, họ thì họ mới phát hiện ra, đúng là như vậy, không có nhiều người biết về kỹ thuật đổi quỹ như chúng ta. Đẩy họ ra thì có nghĩa là kéo họ lại, theo tình chạy tình theo á, hiểu không? Cho nên là mấy đứa con trai mà chưa có vợ thì nhớ cho một điều là lâu lâu đó mình phải biến đi đâu đó năm bữa nửa tháng, mất tích luôn để xem thử cái cô đó người ta có quan tâm không. Nếu mà cô không quan tâm là biến rồi đó, đi kiếm cô khác đi. Còn nếu mà mình biến đâu đó năm bữa nửa tháng mà cô quay cuồng lên là mới ok, hiểu không? Bảo hiểm nó không vậy à. Đó, rồi tiếp. Đây là quyền lợi cơ bản của An Thịnh đầu tư. Trên này là quyền lợi nè, ở dưới này là quyền nè. Tất cả những chuyện đó, anh chị còn quan tâm điều gì nữa không? Quyền như vậy, quyền lợi như vậy đã ổn chưa?
Cái này người ta sẽ thắc mắc. Người ta sẽ thắc mắc là vì sao mà trước 65 và sau 65 tuổi thì chị được bảo vệ thương tật toàn bệnh viện, sau đó là không? Hiểu không? Đây mình phải biết cách giải thích. Và qua những cái đường giải thích như vậy á, nó mới tăng cường kiến thức kỹ năng của mình lên. Giờ cho nó hỏi là vì sao người ta chỉ bảo vệ thương tật toàn bệnh viện trước 65 thôi? Sau 65 sao em cứ nói đi tiên mạnh dạng đi em. Sau 65 tuổi dính đến thương tật là chết là chắc. Trẻ thì còn có cơ hội phục hồi, chứ già là không có cơ hội phục hồi. Mà sau 65 tuổi thì mình đã có cái gì? Bệnh hiểm nghèo rồi. Thường sau 65 tuổi bị tai nạn là khó thoát lắm nha. Đụng tai nạn nhiều khi hồn nó xuất liền à. Còn nếu như bệnh hiểm nghèo thì thường là tai biến mạch máu não. Mà tai biến mạch máu não thì trong bệnh hiểm nghèo nó trả rồi. Các em hiểu không? Đó, rồi sau đó mà mất đi thì trả trên số tiền này nữa. Đó, hỏi tiếp vào cái ngày của thứ 6. Một trang vậy. Ngày thứ 7. Quyền lợi chăm sóc sức khỏe toàn cầu, hỗ trợ viện phí và tai nạn cao cấp, anh chị cần điện giải thích điều gì không? Nhớ là không bao giờ xòe cái gì, cái điều khoản hợp đồng ra nghe, nói trước nghe. Không bao giờ đưa cho họ hết tất cả những cái quyền lợi mà nó nằm ở trong quyền lợi tai nạn là bị cái gì, bao nhiêu phần trăm nghe. Nhớ cho điều đó nghe. Nói đơn không phải làm liều, nó không phải làm liều. Cái chuyện mà giống như cũng giống như câu chuyện trong tình yêu thôi, con ong mà nó tỏ đường đi lối về là nó chán. Vậy thôi. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là cái quyền lợi này có được cấp hay không mình không có biết nha. Không có làm cái phiên thẩm định sơ bộ để rồi nộp tiền gửi cho công ty thì những quyền lợi này công ty có đồng ý hay không là mình không, hoàn toàn không biết nha. Rồi mình đưa cho họ trước thì giống như là mình đã bảo vệ họ mất tiêu rồi. Và lỡ có chuyện gì họ có nghĩ là họ có, nhưng thật ra có hay không sẽ được giải thích ở trong cái phiên chất vấn điều khoản hợp đồng. Và mình chỉ nói với họ là chỉ có khi nào anh chị được cấp hợp đồng thì quyền lợi trên này mới được xác thực. Chứ còn minh họa tính phí, chỉ minh họa quyền lợi chỉ là minh họa quyền lợi mà thôi. Đúng chưa? Tại vì trong quá trình sau này phát hành hợp đồng sẽ có những điều, những cái sản phẩm công ty đồng ý và những sản phẩm công ty không đồng ý. Có những sản phẩm công ty đồng ý nhưng công ty sẽ đưa ra những loại trừ. Chứ không phải là cái gì cũng có. Cho nên hỏi. Đó. Và họ có nói là đưa, nói cái này không có đưa được. Nó chỉ nằm ở trong cái bộ hợp đồng khi mà cấp thôi. Và mỗi người khác nhau sẽ được cấp những quyền lợi khác nhau. Cái đó là một trong những cái để cho họ sợ. Họ sợ là không phải cái gì họ cũng tham gia được. Mà họ sợ điều đó thì bây giờ phải lo mà tranh thủ đi. Đó là kỹ thuật sell out. Đẩy ra. Nha. Chứ không phải lúc nào mình cũng gì, muốn có làm việc, muốn văn minh hay không, muốn làm việc để rồi tránh những cái điều tiếng của thị trường hay không, là tại vì ở ngoài đó người ta không biết cách làm. Cho nên rằng mới bị là gì? Bị đeo bám, bị theo đuổi, bị làm quấy nhiễu, làm mệt mỏi, căng thẳng cho họ. Các bạn cứ nghĩ đi, các bạn đồng ý rồi, trong lúc các bạn đang tập hợp tiền bạc để chuẩn bị tham gia, mà cứ ngày nào cũng bị push. Các bạn có điên không? Nó không mua được chứ sao nữa. Đúng không? Người ta sẽ không nói với mọi người rằng là em ơi, từ từ đi, anh đang tập hợp tiền để tham gia. Em gọi gì, gọi hoài vậy? Người ta không nói mình vậy. Nhưng mà người ta nói phiền quá đi. Đúng chưa? Mua bảo hiểm mới mua thôi mà nó đã phiền vậy rồi. Đúng chưa? Vài bữa có chuyện gì thì nó phiền kiểu gì nữa. Lỗi đó là của ai? Đó.
Còn mình biết cách mà, mình có đến mười mấy tờ để mình làm nó hàng ngày mà. Thì hà cớ gì mà mình cứ phải vội dữ vậy? Công việc mình đầy đầu lận các bạn, chứ nó không có đơn giản vậy đâu. Nhiều lắm luôn lận á, chứ không phải không. Nếu mình biết cách làm và mình làm nó một cách smart. Bệnh hiểm nghèo, gửi cái gian này một cái bệnh hiểm nghèo thôi đó. Rồi những cái này mình cho người ta thấy. Thường bây giờ anh làm cái bệnh hiểm nghèo nó hơi cao một tí, nó hơi cao một tí, tại vì để nói rõ với họ luôn, đó là nếu mà mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn đầu thôi, công ty trả 1 tỷ, mà trả 1 tỷ thì bằng 5 năm phí của hai vợ chồng đó thôi nhé. Rồi phần này nè, bây giờ mình phải gọi là phần chiến thuật sử dụng sản phẩm, chứ không nói cái phần là tóm tắt các loại phí nữa. Nếu mà nói tóm tắt các loại phí thì mình sẽ giống ai? Giống ai? Giống toàn bộ phần còn lại của thị trường. Đúng chưa? Đúng không? Công ty nào nó chả nói thế. Đúng chưa? Nhưng mà dùng phần này, mình nói là tuy nó là tóm tắt các loại phí, nhưng bên em sử dụng nó là chiến thuật, chiến lược sử dụng sản phẩm trọn đời của khách hàng nằm ở đây. Tinh hoa hợp đồng nó nằm ở đây. Chiến lược nó nằm ở đây. Vân vân mọi thứ. Anh chị đọc cái này, anh chị còn điều gì thắc mắc không? Chiến thuật sếp em tư vấn như vậy đã ổn chưa? Anh chị mong muốn được điều gì nữa không? Hỏi. Rồi. Phần minh họa như thế này nè. Anh chị thấy như thế nào? Bây giờ bày cho một cách nè. Một năm bao nhiêu? 200 triệu. Bao nhiêu năm? 20 năm. Đúng không? 20 năm tổng số tiền đóng bao nhiêu? 400. 4 triệu. À, 4 tỷ. Nhận bao nhiêu? 7 tỷ mốt. Đúng không? 7 tỷ mốt. Rồi. Ai có cái... cái easy calculator cho anh mượn tí. Chưa có. Em xuống lấy ở trong cái cặp của anh. Lấy cho anh cái iPad lên đây. À, ok. Không. Cái easy calculator á. Lấy với anh trong cái cặp lên cái iPad. Các bạn biết rằng là gì? Nếu một năm 200 triệu, đóng một năm 200 triệu, gửi vào ngân hàng với lãi suất là 6% hiện nay, 20 năm sau, nó là 7 tỷ 7. Trong khi đó, gửi vào bảo hiểm, nó lệch nhau 600 triệu. Nha. Nhưng nó được bảo hiểm đến bao nhiêu? Mười mấy tỷ. Có cái này thì các bạn mới hiểu được. 10 tỷ. 11 tỷ. 12 tỷ. 14 tỷ. 16 tỷ. 16 tỷ cho 200 triệu phí một năm. Nhưng nếu mang 200 triệu này nè, mà đi gửi ngân hàng, năm nào cũng mang 200 triệu đi gửi ngân hàng, thì 20 năm sau nhận lại là 7 tỷ 7. Đây. Nếu mà gửi một cục nó là đơn, nhưng mà năm nào gửi thì nó lại cái gì? 8, 9, 5, 7. Không. Đây, nó có hết các em nghe, nó có hết. Đây nè. Rồi, sắp sửa đến vô phiên nữa rồi. Thấy chưa? Rồi, ok nghe. Rồi giờ nhìn nè. Hàng năm là 200 triệu nè các em nè. Đúng chưa? Nhìn anh hướng dẫn nè. Một năm 200 triệu, thấy chưa? Nếu như mà đóng một lần thôi á, thì để trên này. Một lần duy nhất thôi thì để trên này. Còn nếu hàng năm đóng thì để chỗ này. Được chưa? Nhớ chưa? Rồi nhé. Rồi, lãi suất ngân hàng
là 6% một năm. Các em có tin rằng là cái lãi suất 6% một năm này tồn tại vì 20 năm không? Tương lai nó làm sao? Đó là chắc chắn. Nhé. Kỳ vọng là 20 năm nè, đúng không? Đóng theo năm nè. Là New Orleans nè. Đầu kỳ là beginning nè. End là cuối kỳ, beginning là đầu kỳ nhé. Rồi, xong rồi đó các em. Bấm future 7.7. 7.8, cho 7.8 luôn, mình nhiều tiền mà mình nói số chẵn đi. Được chưa? Mỗi năm hai vị bác sĩ này mà gửi vào ngân hàng 200 triệu, đằng nào họ cũng phải gửi. Đúng chưa? Đúng chưa? Bác sĩ là vậy thôi. Thời gian đâu? Sau cái phiên tham gia viên cố vấn của mình về đến nhà là làm việc đến 12 giờ đêm. Thời gian đâu mà làm việc khác? Anh có một ngày anh chỉ có 1.5 tiếng cho chứng khoán thôi mà anh ra khỏi phòng cái mặt anh nó bơ phờ mà lấy gì? Hả? Rồi, tiếp theo là gì? Nếu đằng nào cũng gửi miệt mài 20 năm, 1 năm 6%, có những thứ sâu khó cho họ nè. Thứ nhất, năm nào cũng đều đặn 200 triệu mà gửi ngân hàng là không dễ. Thì nó đòi hỏi sự kỷ luật. Đúng chưa? Đòi hỏi thứ hai là năm nào cũng được 6% là một đòi hỏi vô cùng phi lý. Đúng chưa? Để rồi có được kết quả là 7.8. Trong khi đó, bản thân chúng ta, có cái Apple TV nó sướng gì đâu luôn á. Rồi, cũng là 200 triệu, cũng vào nộp vào hàng năm. Nha. 16 tỷ bảo vệ. 16 tỷ bảo vệ. Nha. Cái này là mới là một người thôi nghe. Còn cái chỗ này á, anh nếu mà hai vợ chồng một hợp đồng, anh gắn cái chỗ này vô 1 tỷ nữa là thành 17 tỷ. Đúng không? Anh gắn cái tai nạn cho vợ 2 tỷ nữa là thành 19 tỷ. Bệnh hiểm nghèo không được. Hỗ trợ viện phí còn hết được rồi, đúng không? Đó, thì nó còn 20 tỷ mà phí nó còn không tăng. Tại vì cũng 200 triệu, cũng thêm này thì cùng lắm 4 triệu mấy. Đúng không? Thêm này thêm 6 triệu là 10 triệu. Và 10 triệu, ở đây mới 190, 10 triệu nó đủ 200. Đúng chưa? Đúng chưa? Thì cũng 200 thôi mà nó thành mười mấy tỷ. Gần 19 tỷ, 19 tỷ, đúng chưa? Đó, thế thì mình hỏi chỗ này, ok vậy được chưa? Ok như vậy đã được chưa? Anh chị thấy chỗ này ổn không? Sau 20 năm đóng 4 tỷ, nhận lại 7 tỷ mốt. Ở đây thì mình nói ít lại. Ở đây thì mình nói ít lại tí cũng được, không có sao, đừng có nói nhiều hơn. Nói ít lại là 7 tỷ mốt, được chưa? Còn ở bên kia, anh chị nhận là 7 tỷ 8. Như vậy là chỉ thị của anh chị bao nhiêu? 700. Nhưng bên này anh chị có thêm quyền lợi 19 tỷ cho hai vợ chồng. Đó là một cách rất khéo léo để mình chia sẻ cái kiến thức tài chính của mình từ bảo hiểm với so với ngân hàng. Mà các bạn phải lo, cài cái app đó đi. Dùng cái app đó đi. Rồi, đó là trang thứ 10 và trang thứ 11. Trang thứ 12, ngày thứ 11. Anh chị, những cái phí này anh chị thấy, anh chị đọc chưa? Anh chị cần giải thích những cái đoạn này trong tiếp theo không? Nha. Ở trên, các bạn thấy không? Anh làm một cái là 28 triệu cho hai vợ chồng. Ngày qua chốt đóng phí nửa năm. Nhưng mà nó phải chạy đến 38 triệu nó mới chạy được. Anh bố vào trong nhóm, anh lần sau không có dạy dỗ, vậy nó mệt quá. Thời gian đâu đi trả lời mấy cái chuyện vớ vẩn, mấy cái người không có ăn, không có học hỏi, mệt quá đi. Nói thiệt luôn á. Hỏi tầm bậy tầm bạ. Nói với các em nè. Người ta có nói 2 năm đầu sợ mất hiệu lực. 2 năm đầu mất hiệu lực thế nào được? Công ty đã đảm bảo trên điều khoản hợp đồng rằng là trong 2 năm đầu chắc chắn không mất hiệu lực. Nếu có chuyện gì thì công ty chịu. Mà cứ nó cứ nói, nó cứ bù quanh nó nói. Mà mình không trả lời á,
thì mình cũng sợ thiên hạ nói là đó, nói thế cái người cha sợ rồi, mà mình trả lời thì mất thời gian rồi. Thế vừa qua 2 năm đầu nè các em, bây giờ mình vừa qua 2 năm đầu bao nhiêu? 89 triệu, 98 triệu. Từ đầu năm đến giờ nó lãi hơn 16% rồi, đúng không Hiền? 20% rồi, từ đầu năm giờ 20% rồi, đúng chưa? Đó, rồi sau 2 năm đến năm thứ 3 thiếu sao được, khi mà trong này đã 200 mấy chục rồi, người ta đóng thêm 200 nữa thì nó lên bao nhiêu nữa? Làm sao mà thiếu được trong cái phí rủi ro này các em? Trời đất ơi, chán mà nói 20, 15, 20 triệu với 15 triệu là bao nhiêu? Có 35 triệu mà trong đó tài khoản của họ bao nhiêu? 98. Không lo đi học, không mà nói là đi hỏi IT, đi hỏi BD cho tôi. Mày đặt gọi vô trong công ty, nói út dột, có bao nhiêu người trong công ty mua sản phẩm này? Bực mình. Nó hỏi rồi. Đó. Thường anh cũng không có đọc cái này cho khách hàng. Anh chỉ đọc những cái này thì sao, nhưng nói thật với các em, khi đọc cái này mình mới thấy ấn tượng. Không đọc chứ đọc mới thấy ấn tượng. Tại vì họ họ rất là rõ ràng, minh bạch rõ ràng mà. Họ nói cho đây rất là nhiều thứ mà thực sự tâm ấy không có nằm chỗ đó mà. Chẳng qua là trong cái phiên cố vấn mình không đủ thời gian để mà nói hết thôi các em. Nhé, mình anh mà ngồi đây mà anh đọc là khoản khấu trừ hàng tháng bao gồm chi phí bảo hiểm rủi ro của các sản phẩm chính, phí thuần các sản phẩm bổ sung, chi phí quản lý hợp đồng. Tắt một phát liền, ngay lập tức liền. Nó nhàm. Nó nhàm, nghe nó chán, hiểu không? Đó, ở trên kia thì đây chỉ là những cái số lưu ý quan trọng, mà ở trên kia thật sự mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà mình vẫn phải chụp lại ở cái ngày thứ 14 là ok được chưa? 15, 16 là chụp hai cái này gửi. Thường anh không bao giờ tư vấn ngoại chú và chăm sóc răng. Vì sao? Vì sao? Vì sao anh không bao giờ làm? Nó không có lợi cho khách hàng. Về mặt phí, về mặt chỉ số tiết kiệm. Và nếu có ngoại chú đi nữa thì nếu cộng nội chú và ngoại chú nữa cộng lại thì nó cũng một gì? 1 tỷ thôi. Chứ đâu phải là vì nội chú 1 tỷ, ngoại chú thêm 1 tỷ thứ hai đâu mà mình phải tư vấn. Bữa có kiều dạy. Dạy cái lớp học ở bên đây đó. Tại em thấy gì mà cô kiều nói, ví dụ như cái bệnh này đúng không? À, bị bệnh bão đúng không? Chữa hết 1 tỷ đúng không? Bây giờ tới bị bệnh khác vào cấp thêm 1 tỷ. Cô Kiều trả. Cô Kiều rút tiền túi đó trả. Sao mà mình nghĩ mình nhớ không? Thầy mình nói mình người ta cho chai nước uống hết thôi. Tại vì không nên thùng nước luôn à. Đúng. Cái đó là em đúng, cái đó là em hoàn toàn đúng. Đó, tư duy như vậy mới là tư duy. Ok, good. Sao mà học viên rồi em ngồi đó thì cô Kiều dạy học viên rồi. Tắt đi em, tắt đi em.